Lựu đạn thời nhà Minh, bí ẩn trên Vạn Lý Trường Thành. Theo báo cáo mới từ tờ South China Morning Post, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện 59 quả lựu đạn đá cổ tại khu vực Vạn Lý Trường Thành, được cho là một kho vũ khí từ thời nhà Minh, năm 1368 đến năm 1644. Công trình vũ khí này nằm gần bức tường Ba Đa Linh của Vạn Lý Trường Thành, cách thủ đô Bắc Kinh 80 km về phía Tây. Lựu đạn, một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của thời nhà Minh, được thiết kế để phát nổ khi va chạm, gây thương tích cho đối thủ. Những viên đá vô cùng bình thường này có một lỗ tròn ở giữa để đổ thuốc súng, theo nhà nghiên cứu Sang Hen tại Viện Khảo Cổ học Bắc Kinh. Thuốc súng đã mang lại cuộc cách mạng vào thế kỷ thứ 9 và được sử dụng rộng rãi trong triều đại nhà Minh của Trung Quốc, năm 1368 đến năm 1644. Trong số nhiều phát minh quân sự vào thời điểm đó, lựu đạn chiếm một vị trí đặc biệt và đã chứng minh độ hiệu quả của chúng trên chiến trường. Chúng có thể được làm từ đá hoặc sắt và cho phép binh lính sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm ném thủ công hoặc sử dụng máy phóng hoặc máy bắn đá, một loại súng cao su thời Trung Cổ. Vạn Lý Trường Thành, một trong những công trình vĩ đại nhất của nhân loại, là nơi lý tưởng để lưu trữ những vũ khí này. Những viên lựu đạn thường có một lỗ trung tâm để đựng thuốc súng. Sau khi nạp đầy, chúng được niêm phong và ném, điều này có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho đối thủ. Đáng chú ý, lựu đạn không chỉ dùng để chống lại quân địch mà còn có khả năng phá hủy công trình quân sự, bao vây địch hoặc tạo ra sự nhầm lẫn trong hàng ngũ đối phương.